Sáng ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập xử lý cháy nổ và cứu nạn cứu hộ tại trung tâm thương mại Ion Mall Bình Tân, địa chỉ đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, với 2.300 người tham gia. Dự lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ BC07, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống giả định, khoảng 9 giờ sáng nay, tại khu vực tầng hầm để xe máy của trung tâm xảy ra sự cố tai nạn do hai xe ô tô di chuyển khu vực tầng hầm để xe gắn máy gây cháy. Nguyên nhân xảy ra sự cố do trời đổ mưa, sấm chớp, người lái ô tô không nhìn thấy rõ biển hướng dẫn đổ xe nên đã di chuyển xuống lối hầm để xe máy. Trong quá trình di chuyển, mặt sàn trơn trượt, độ dốc của hầm lớn che khuất tầm nhìn, người điều khiển phương tiện ô tô thiếu quan sát, xe mất phanh gặp tai nạn va vào các thành cột bê tông, làm xe hư hỏng nặng và bị rò rỉ nhiên liệu xăng dầu, gặp nguồn nhiệt gây cháy xe, lan ra khu vực đầu xe hình thành đám cháy lớn. Trong quá trình thoát nạn, khi nghe thiết bị báo cháy, xe ô tô di chuyển từ tầng 4 xuống dốc tầng 2, tông vào thành dốc, làm một người bị mắc kẹt trong xe không thể di chuyển ra ngoài được. Công tác chữa cháy ban đầu chậm và không hiệu quả, sau đó cháy lan sang các khu vực đổ xe xung quanh và kho chứa hàng diện tích khoảng 500m². Khi xảy ra sự cố, có khoảng 1.000 người trong trung tâm tìm cách thoát ra, xô đẩy nhau. Sự cố làm cho 74 người bị nạn không thể tự thoát ra ngoài nên cần sự giúp đỡ của lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động phòng BC07, Công an quận Bình Tân, Công an quận Tân Phú, Công an huyện Bình Chánh, Công an quận 6, Công an quận 8, Công an quận 11 cùng hơn 100 phương tiện các loại đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị tiến hành công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Hơn 1 giờ sau, lực lượng dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Buổi diễn tập kết thúc đúng theo kịch bản, không có sự cố tai nạn phát sinh.